Xin chào các bạn đến kênh Đức Nhân TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một kinh nghiệm chăm sóc bưởi sau khi đậu quả và làm như thế nào để các bạn nắm được giai đoạn này để bón và phun cái gì để cho nó giữ quả. Bởi vì trong quá trình mà quả nó bắt đầu nó đậu ấy, các bạn nó như thế này này. Nó như ra như này thì nó sẽ cần cái gì các bạn này. Đây các bạn, quả đang đậu rồi nhá. Rất là sai các bạn. Đây sau khi thụ phấn đó, và mình chăm sóc thì nó quả nó rất là sai quả, nhưng mà các bạn nếu giữ nó thì không phải là một chuyện đơn giản đâu các bạn. Quả này là mình đã đều quả các bạn. Đây. Chùm rất sai quả các bạn nhìn. Đây. Quay đây em ơi. Đây. Mọi người nhìn cái quả chùm mấy cái này này. Đấy. Trong quá trình quả nó ra này. Nhìn thấy quay xa nó rất rộng cho mọi người xem. Đấy. Đấy các bạn. Đấy các bạn, chính là chính cái quả cái đoạn này nó rất là nhạy cảm, nó rất là nhạy cảm các bạn nhé, nó rất nhạy cảm, nó rất dễ bị rụng sinh lý, cho nên là nếu như chúng ta mà không cung cấp được thức ăn cho nó đầy đủ thì nó sẽ bị thiếu chất và nó sẽ tự thải quả các bạn, nó sẽ rụng. Cho nên là khi mình đã thụ phấn được rồi và mình đã được có được một cây bưởi mà nó đạt được bây giờ là gọi là 76-70% rồi. Trong quá trình mà mình sau khi thu hoạch và mình chăm sóc nó được như này là rất là quan trọng, bởi vì nó có gặp thời tiết xấu thì nó ít được đậu này, cho nên mình phải phun rồi là chăm sóc bón cho nó để nó giữ được quả các bạn. Đây quả nào giữ rất là xa trên cây mà quả nó chắc các bạn này, thì quả to của bé nó không bị rụng. Em quay hẳn lên mặt đây. Thì chúng ta muốn giữ được quả thì chúng ta phải giữ bón cho nó và phun cho cái gì. Mình thường mình hay phun lúc quả nhỏ này mình phun cái Zizumin các bạn nhé. Cái Zizumin thì nó hơi đắt nhưng mà các cụ nó đắt thì sắt ra miếng. Nó rất là tốt, nó có thể bám dính và nó rất là mịn khi mình pha và nó giữ lâu, và mình đã phun kinh nghiệm rồi để quả nó rất đẹp hàng năm. Và mình phun thêm cái đậu quả sau khi mà quả đã tắt hoa và đã đậu quả. Thế còn cái giờ có giữ quả này các bạn này, mà mình đã bón rất nhiều thứ như đỗ tương ngâm này, khi cây thu hoạch ấy, cây nó yếu thì mình đã bón đỗ tương ngâm này tất cả các en lân tổng hợp như NPK rồi lân bột để cho nó ăn nhanh, rồi là các loại lân đa vi lượng. Thì bây giờ là rất là quan trọng mà mình bổ sung nhất là cái loại trung lượng hoặc là đa vi lượng. Mình đã bón một số cái rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn thêm cái lân mà mình hôm nay mình sẽ dùng. Và chiều nay nó cũng có mưa nhỏ, hôm nay mình cũng tranh thủ ra mình mua lân về để chiều nó sẵn mưa đỡ về tưới bạn. Mưa nhỏ bây giờ mình đưa các bạn xem nhé. Cũng là nếu mà không giữ được cái quả này nó sẽ thải hết các bạn nhé. Quả nó sai này, nhưng mà nếu không bón được là nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho nó, là nó sẽ thải các bạn. Đấy, cái này, bây giờ quả nó đang đậu như thế là mình phải giữ được quả các bạn nhé. Đây mình quay cho các bạn xem một số cây thì mình thấy rất là sai. Mà lá thì nó bình thường thôi, nhưng mà các bạn nhìn thấy cái lá này. Nhưng mà cái lá cây mà nó có cái hơi gân vàng này này là nó đang thiếu chất các bạn nhé, mà mình đã bổ sung nó đang hồi cây. Đây là nó bị thiếu chất này. Thì nó là thiếu kẽm các bạn, hoặc thiếu vi lượng, cho nên mình phải bổ sung bo hoặc kẽm vào thì nó tốt hơn. Mình đã từng phun thêm một số cái vi lượng các bạn, thì đây mình cho xem. Đây là những cái gói mà mình đã phun trước rồi. Mình xem lại cho các bạn xem này. Đây. Mình hay chơi cái thằng Zizomin này các bạn. Zizomin này nó rất tốt nha bạn. Nó có cái tác dụng chống nấm rất tốt luôn. Bạn rất là hay là cái Zizomin này. Để qua bạn cho bạn này. Mình gọi dùng này nó đắt một chút nhưng mà nó dùng rất hiệu quả các bạn nhé. Cái thứ hai nữa là cái bổ sung thêm cái vi lượng của Đức các bạn. Đây là Việt Nam đóng gói các bạn nhé. Mình xem các bạn xem cả cái mẫu luôn. Cái này là gói này cũng 5-6 nghìn thôi. Nhưng mà rất hiệu quả, nó cung cấp kẽm cho rất nhiều chất. Trong đấy nó có nhiều chất này các bạn này. Đấy. Có kẽm này, nó để đậu quả được nó rất là vào một chỗ chất này, này các bạn, thành phần này. Rất là tốt luôn, mình đã dùng loại này nhiều năm rồi. Mình bổ sung vào cho cây nó đủ chất, vì sau khi thu hoạch cây nó sẽ bị yếu kiệt, mình bón vào, phun vào. Chủ yếu là hai nữa là cái đậu quả là cái lao 95 đúng không? Cái này là chỉ phun sau khi đậu quả các bạn nhé. Còn trước khi đậu quả thì phân hóa mầm hoa là mình không phun. Bởi vì cây nhà mình bưởi nó già rồi, nó tự rét nhiều, nó tự phân hóa mầm hoa thì mình không cần phun các bạn nhé. Cho nên là mình chủ yếu là mình phun sau khi đậu quả thôi. Nó ra hoa thụ phấn xong là mình phun cái này để giữ quả các bạn này. Đấy. Và mình đã bón nhiều cái chất đa vi lượng rồi. Và đây là cái đây, chính nó là nọ ở trong này bạn này. Đấy nọ này này. Đấy, phun này vào cho vào thùng phi đây mình phun này. Để dùng máy phun luôn. Thì mình dùng cái này là 2-3 lượt rồi, quả nó đẹp hơn rất nhiều rồi. Bây giờ là để cho nó giữ quả thì cái này mình cũng giới thiệu các bạn luôn này. Đây là mình dùng cái thuốc này. Cái thuốc này là mình mua ở cái đội 6 thương mỗi này. Bạn mình nó bán này. Mình chưa hành đến anh Thái, nhưng mà cái thuốc anh Thái này nó chưa có này. Cái này nó là cái thuốc này nó chữa được một số bệnh này, đặc trị là sâu này, dẹp này, nhện đỏ và bọ này và bọ dày. Thì cái này nó tác dụng rất là nhiều chất giữ trong một cái lọ này, để đỡ phải mua nhiều loại thuốc mà nó bám dính rất các bạn nhé. Mà nó lại là cái thuốc đặc biệt, đó là thuốc sinh học, nó không độc hại, cho nên là nguy hiểm cho người và cây trồng, con vật chẳng hạn. Nên là cá cái mình kia nó không ảnh hưởng. Nên là mình dùng cái loại này bạn ấy. Rất là tốt, nó có chất bám dính rất tốt.
để đó để cho nó đỡ bị quả sâu. Bây giờ nếu mà quả bưởi mà mình vừa quay vừa rồi các bạn đấy, nếu mà mình không phun nữa là nó sẽ quả nó bị nhiễm đỏ á. Cái quả này nó nhiễm đỏ thì sau đấy quả nó sẽ không đẹp các bạn, nó sẽ không đẹp được. Cho nên lúc này nó ăn cái vỏ này rồi, quả không đẹp được. Muốn giữ được nó là mình các cái lúc này là quả là rất hay bị nhiễm đỏ các bạn nhé. Đây đây, nên là mình phải phun được thì là nó sẽ không bị hỏng mặt quả, nó sẽ không bị nhiễm đỏ, thì sau đấy quả bưởi nó sẽ không bị dám quả. Do nhiễm đỏ rất giai đoạn quan trọng, nhạy cảm cực kỳ bạn nhé, mà giúp thải sinh lý. Thì mình này mình bổ sung các bạn, mình quay lại đây các bạn, mình quay lại cái vấn đề là mình bón cái lân thằng Đức này các bạn này. Cái này là trung vi nữa các bạn ơi. Bây giờ mình quay cho các bạn xem mẫu mã này, xem mẫu mã này mình bổ sung đấy trung vi nữa các bạn. Đấy các bạn, đây các cái chất của họ này đấy, các bạn nhìn nhá, nhìn tinh này đấy. Núi này là 25 kg, 28.000 một cân. Đây mình quay lại cho các bạn xem để các bạn mua dễ. Đây các bạn, trong đấy nó có rất nhiều cái chất, đó là liter đấy, 15% lưu huỳnh, 10% kẽm đấy các bạn, và nên hữu hiệu đấy, tức là dùng magie 1,2% sắt, và đặc biệt là nó có nhiều chất hữu hiệu là oxy kali đúng không đấy các bạn này, rất nhiều chất, và bo, đặc biệt là bo này. Cái bo là rất là quan trọng nhá. Đậu quả không là cái này, rất nhiều cái vi lượng này các bạn này. Mình đã bón rất nhiều loại rồi, mỗi thứ một chút. Và bón thì mình sẽ dùng là không nhiều quá. Mỗi lần mình bón chỉ khoảng mỗi cây từ 2 đến 5 nạng thôi, không nên bón nhiều quá, bởi vì nó phải cung cấp đủ vi lượng và các cái chất, thì quả bưởi nó sẽ không rụng. Còn nếu các bạn mà lá xanh nhá, lá xanh to, đôi khi nó chỉ là đủ đạm lân là nó lá xanh thôi, nhưng quả vẫn thải. Mình đã đi thăm nhiều vườn bưởi của một số người trong xã rồi, lá họ rất to và rất sai quả, nhưng họ chút kinh khủng luôn. Họ cắt quả rất là nhiều, nhưng mà nhiều người đến thăm vườn bưởi nhà mình ấy thì lá thì không bao giờ đẹp bằng mọi người, nhưng mà quả thì lại ít khi rụng. Và mình đã để có không một năm nào làm nhà mình mất mùa, kể cả thời tiết xấu các bạn, vì mình rất là quan trọng lúc là cái giai đoạn là nó nhạy cảm, cái quả nó bằng đầu ngón tay các bạn này, thì nó rất dễ bị rụng. Cho nên là mình phải cung cấp đủ cho nó vi lượng, cho nó đa lượng vi lượng là phải đầy đủ, và phun thuốc chống xương giai đoạn này là mình chuyên dùng Zizomin. Nếu các bạn mà dùng, mà các bạn đất rộng các bạn dùng Zizomin chắc là rất là đắt và tốn kém, còn đất nhà mình nó chỉ có 4-5 xào thôi thì mình dùng Zizomin nó hợp lý và nó rất hiệu quả. Vì nó đắt một chút nhưng mà nó tác dụng nó cực kỳ tốt luôn, cho nên mình hàng năm mình toàn dùng Zizomin các bạn. Và trong quá trình này một cái chia sẻ một kiệm rất là nhỏ ấy, là những nhà bạn mà các bạn không làm ao như mình này, nước để tưới để phun thật, nhưng mà sau khi cái mùa này là lá nó hay rụng ấy, thì cái nước rãnh nó sẽ thải xuống ao, nước nó sẽ không tốt đâu. Mình chỉ để tưới thôi, mình không dùng phun cả. Mình không dùng, vì mình phun lên thì cái nước này nó sẽ cũng làm hỏng cây luôn, nó sẽ gây ra bệnh luôn. Cho nên mình phải dùng nước sạch, mình phải bơm từ nước đang đan hoài về vào bình thuốc sâu, là bình là thùng mình pha. Có lúc là mình chỉ để tưới thôi, vì lá cây nó rụng là nó xuống, lá già nó thuống là nó sẽ bị kém, nó xấu nước, cho nên nó sẽ chảy xuống ao. Thì mình không bao được dùng cái nguồn nước này để mình phun thuốc không cả các bạn. Mình không phun bằng nước này, mà mình chỉ lấy nước này mình tưới thôi, tưới cho cây thôi. Cho nên là cái quá trình này rất là quan trọng, nó rất nhạy cảm với cái bệnh tật này, giờ nhiễm đỏ là một này, sương mưa của cái đầu năm là hai này, rồi là thiếu chất là quả nó sẽ thải rất nhanh. Đấy các bạn nhìn đất nhà mình này, nên nó có quả rụng đâu, nó không thải nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn này, đất là quả rất nhiều, nhưng mà cái cây này rất là sai, các bạn nhìn này, quả không thải ra. Đấy, quả rất nhiều trên cây luôn, nhưng mà quay đất thì các bạn này, không hoàn toàn là không có thải mới nhé. Mình giữ quả rất tốt luôn, cho nên là thì à, cây nhà mình lá nó không được xanh bằng nhà khác, nhưng mà nó hầu như là sai, rất sai quả. Đấy các bạn nhìn cái lá này rất bình thường thôi, nhưng quả bám rất nhiều luôn. Thì à, các lá mà nó là khô cho mưa mấy hôm ngày liền này, này các bạn này, nó quánh đây mà nó không rụng này. Đấy các bạn không? Lập tay này mà nó không rụng này, rất là dai luôn các bạn nhìn. Đấy, lắc nó không rụng quả, cái là cuống rất là dai, cho nên mình phun cho nó đủ. Cho nên một thời gian nữa cây mình sẽ hồi cây, vì cây nhà mình nó lâu năm rồi các bạn, nó già rồi, cho nên là nó không khỏe như bể tơ. Cho nên là cây bưởi diễn ấy, nó khó hơn cái bưởi tháng 10 và bưởi da xanh, là một số là cây nó rất là kén, và mình phải chăm sóc tốt, không có là sẽ hay bị mất mùa. Cho nên là cây này mà không có kinh nghiệm là nhiều người trồng bưởi diễn đặc sản nhưng mà nó không biết chăm, không ngon, hay nữa quả nó không đẹp và rất hay bị mất mùa. Đặc biệt là cái mùa mà nó ra hoa đậu quả là rất là quan trọng cực kỳ trong năm luôn. Đấy, sau khi mà đậu quả rồi thì mình phải giữ được quả, không có nó lại thải thì phí công. Thì còn vợ chồng mình hay ra là thụ phấn cho bưởi này, khi ra hoa tranh thủ, có thể tranh thủ trưa thôi, mình phải ra thụ phấn ngay, nó có lắng cái nào thụ phấn ngay kể 2 tiếng thôi thì cây năm ấy nó sẽ sai quả. Kể cả các bạn làm ngày công 400-500 nghìn một ngày, các bạn phải nên bỏ để tập trung vào vườn bưởi. Nó chỉ trong có một thời gian ngắn, là một thời gian kéo dài khoảng tầm tuần đến 2-3 tuần là cùng thôi, là nó sẽ tắt hoa. Thì mình tranh thủ ra thụ phấn và cây bưởi nhà mình năm nào cũng sai quả. Và mình có thể là chia sẻ các bạn kinh nghiệm là tưới chăm sóc thế nào. Còn bón lân ý thì đất thì mình đang ẩm này, mình ném lân ra luôn, mình không tưới ngay các bạn nhé, thì nó sẽ hút cái lân vào, nó sẽ nở
nếu chiều nay có mưa nhỏ là cây nó sẽ ăn ngay, không có thì ngày mai mình tưới chưa muộn hoặc là 1-2 hôm sau tưới muộn, vì cái lần bất kể một lần nào thì bón ngay cũng không ăn được, bởi vì nó còn phải hòa tan. Mà có những cái lần rất là viên lân nó rất là chắc, nó tan lâu á, thì cái quá trình mà mình cần ăn bổ sung cần ngay trong ngày hoặc trong ngày tới để cây nó không bị rụng thì phải có lại lân dễ tan, hoặc là mình phải ném ra để cho nó ẩm dần, nó hút dần, thì ngày 1 ngày 2 nó không mưa thì mình tưới thì nó ăn ngay. Còn nếu mà 1-2 ngày nữa mà mình mít bón thì nó lại phải mất 1-2 ngày sau nó mới tan được lân, thì cái quả bưởi nó sẽ bị, có khi đúng thời điểm nó không được ăn, nó sẽ tự thiếu chất, nó sẽ rụng. Cho nên là mình phải bón và tìm tùy theo cây và tùy theo cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ, chứ không phải là mình cứ bón một phát là 5 lạng hay 10 lạng ngay một lúc hay một cân đâu. Cho nên là mình sẽ chia nó nhỏ nhiều lần để cây nó không sốc, nó không cắt, nó cũng không thừa cắt quả. Cho nên là mình chia nhỏ nhiều loại lân và bón nhiều lần trong 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 giai đoạn này. Tức là có thể là 1 tuần 2 tuần mình lại bón một chút để cho giữ quả, và mỗi lần bón chỉ còn 2-3 lạng thôi bạn. Đấy, cho nên các bạn này mình chia sẻ các bạn cái loại lân vi lượng, đa vi lượng, trung vi lượng của nước Đức này rất là tốt. Bây giờ là mình đã dùng nó lâu năm rồi, có chiếc nó dùng cái túi 1 cân ấy. Đây là mình mua cái túi này là 25 cân, mình bón cho mỗi cây thì mình khoảng tầm 2-3 lạng thôi, không bón nhiều để cho giữ quả. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn xem cây bưởi nhà mình nhé. Các bạn nhìn cây này, lá thì rất ít đấy, mà quả nhà mình các bạn ấy, nó rất là mỡ đẹp luôn. Các bạn nhìn mà xem nhé, bây giờ nó đang hồi cây xanh hơn rất trước rất nhiều rồi. Sau khi hoạch cây nhà mình rất là yếu. Đây mình đi theo các bạn đi theo mình chia sẻ cho này. Cây bưởi nhà mình kìa, cây này nó bị sau khi cây bưởi nhà mình nó bị chết, mình thay một cây vào đây bưởi rồi, nó khoảng tầm được 5-7 năm thôi, nhưng mà quả nó rất là đẹp luôn. Quả rất đẹp luôn, quả rất là sai quả các bạn nhé. Các bạn nhìn này, cây rất nhiều quả luôn. Lá thì không được đẹp bằng nhiều nhà, nhưng mà bưởi nhà mình ít cắt quả. Các bạn xem này, gốc nó ít dứt quả, ít dứt quả rụng. Các bạn nhé, ra đây mình chia sẻ các bạn những cây sai kinh khủng luôn. Đây các bạn, này, quả này đầy trên cây luôn các bạn. Lá thì rất bình thường nhưng mà đập không rụng luôn. Đập không rụng các bạn nhé, đấy. Nó chỉ rụng các cái dính của các cái lá nó khô, cái hoa nhị hoa thôi. Còn đập không rụng các bạn này, đấy. Đấy, nó chỉ ra rơi những cái này, các này là cái dính này. Đấy, nó dính vào này nó rơi ra thôi, còn quả rất là dai. Các bạn xem nhé, đây. Quả rất là dai, lá thì bình thường thôi. Đấy. Và các bạn nhìn cây này. Nó đẹp cực kỳ luôn. Ừ, đây, em ra đây quay cho mọi người xem. Đây. Những cây mà lá giữ được này. Quả nó bám trên cây rất là chắc luôn. Đây các bạn nếu nhìn ở ngoài vào thì cái lá này nó che quả toàn bộ, đây là mình quay trên cao, cây này thấp. Các bạn thấy không có quả đúng không? Giờ mình vén lên cho các bạn xem này. Đây, quả nó này nằm ở dưới các bạn. Đấy, nó che được xương này. Nhìn chùm quả sai chưa các bạn? Nó nằm ở dưới này đây. Đấy, nó sai quả mà nó có rụng đâu các bạn. Đấy. Nếu mà các bạn muốn mà để tỉa thì phải theo đến tỉa những quả này này. Đấy, mình cầm lên nó còn không rụng này các bạn này. Đấy, tầm nó không rụng này đấy. Rất là chắc luôn, đấy. Quả rất là đẹp luôn, phun được thì nó sẽ bảo đảm luôn rất nhiều. Đấy, cái ốc sên nó bám này phải chặt bỏ này các bạn này. Đấy, cho nên mình lúc khi mà mưa là mấy hôm năm ngày ngày này là mình sẽ phải nhặt bỏ những cái dính vào cho nó bị gây bệnh ấy. Còn đây mình phun Zizumin các bạn này, lá nó vẫn bám này, sau khi mất trận mưa rồi mà vẫn bám này. Vài ngày nữa mình sẽ bám này. Còn mùa này nó đang bị này các bạn này, nếu không quánh nhanh là nó bị ghẻ này các bạn này. Đấy, nó bị lá này này. Cho nên mình phải phun ngay, phòng ngay, kể cả vừa phun xong nhưng mà gặp mưa 1-2 hôm nào hôm sau là có thể bổ sung ngay. Đây các bạn đây. Nhìn quả đấy các bạn này. Cây sai không? Đây, giữ quả rất là nhiều luôn các bạn thấy không? Đấy, nó già sai quả. Lúc nào mà mình không phun đúng và không chăm sóc là nó sẽ cắt quả. Đấy. Cái quả này nó cũng bị hơi rám, xám này, cho nên là mình phải phun để cho nó sáng màu này. Đấy, nó bị nấm mưa này, trong khi mình bổ sung rất tốt mà vẫn bị này. Cho nên các bạn đừng có ngồi chờ mà nó tốt đâu đấy. Đây đấy. Các bạn nhé, đấy. Cái cây này rất là sai quả này các bạn. Đậu rất sai luôn. Và các bạn ra bất kể cây nào thì mình các bạn xem đây. Đấy, trên này đấy là quả sai không? Lá thì bình thường thôi, nhưng bám quả trên cây không rụng luôn. Mà quay cả em quay cả đất cho mọi người xem luôn. Đấy, đất cũng kìa mình không có quả rụng các bạn nhé. Đây bạn xem cây này mình đây. Quả rất nhiều luôn. Dày quả các bạn nhìn. Dày quả luôn các bạn nhìn này, trong này. Đây này, dưới này các bạn này. Quả này, đấy, cầm lên mà nó không rụng các bạn. Đây các bạn. Rất là nhiều quả luôn này, quả này. Dày quả luôn các bạn nhìn không? Cái này năm ngoái là mình mấy trăm bưởi luôn, bán gần 10 triệu cái bưởi này. Đấy. Cái này rất là sai luôn, đấy. Bán toàn 30 35 40 nghìn một quả, bán tại nhà không phải đi bán ở đâu các bạn. Mình chăm sóc nó ngọt bưởi thì một quả đánh đổ nhiều quả. Đấy, các bạn nhìn này, quả rất là sai này các bạn này. Đấy, nó quả nó bóng đẹp này, khi mình phun được là nó sẽ giữ được quả các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này, sai không? Nó chiếu quả luôn, cho nên mình phải chăm sóc nó đúng bạn. Thời điểm là nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Các bạn mình quay cho các bạn xem nên phải chăm sóc nó, phải bón nó đúng thời điểm. Rất là quan trọng. Đây em ra quay đây cho mọi người xem. Đây nó sai quả kinh khủng luôn. Cả cây này là cây yếu nhất trong vườn. Đây mình chia sẻ cái này là yếu nhất trong vườn luôn. Mình cũng quay cho các bạn xem. Nhưng mà quả nhà mình bám nó đều và đẹp quả này. Đấy.
Cơ thể nó bị kém, nó do làm nhà nó bị sâu đục thân mà mình chưa mình thay được, nhưng mà chưa thay được thì mình phải giữ nó và mình chăm. Nó bị suy mủ và nó yếu quá là mình thường là khi phun xong thuốc Zizumin ấy là còn thừa ở cái bình ấy, là mình tráng và mình đổ gốc cây để mình diệt nấm từ bệnh từ gốc các bạn nhé. Tức là cây bưởi nó sẽ năm nay nó cũng do mình cũng không ít quả đâu, cây này khoảng gần trăm bưởi luôn. Đấy, sau khi mình đã mà mình không biết dùng ấy, mình đẳng bó thì đến bao giờ mới được cây bưởi được các bạn. Còn lâu mới làm được cây bưởi này, cây bưởi nó có 10 năm 20 năm được cây bưởi này. Thế là mình phải xử lý nó. Còn cái vườn bưởi đẹp nó không nói gì, nhưng mà có những cái cây nó xấu mà mình xử lý được, nó là một cái cực kỳ quan trọng. Vì nhà ai cũng thể mắc dính phải cây nọ cây kia, cho nên các bạn phải biết có cách xử lý thì mình chia sẻ cho bạn. Cái cây nhà mình rất nhiều quả luôn. Trông này thôi cái lá thì không có đâu, nhưng mà nó kiếm vài triệu trong năm luôn. Và trong khi muốn để thu hoạch được cây này thì vẫn phải bón bổ sung thường xuyên. Và liên tục trong gia đình nhà mình phải có các cái đỗ tương ngâm các bạn này, để nó bón cái nó ăn ngay. Vì sau khi cây thu hoạch cái cây nó sẽ yếu, nên là mình phải ngâm đỗ tương ở phòng sẵn và mang ra chăm sóc nó, bón thường xuyên cho nó các bạn. Ngâm đỗ tương luôn trong này. Cái quả các bạn này nhìn này, rất là sai, các bạn nhìn quả đây. Mà quả rất là sai luôn này, quả rất là nhiều quả luôn các bạn đấy. Mà nó bám dính luôn, các bạn nhìn này. Quả dày quả luôn. Đây mình xoay qua xem. Đấy, các cái lá nó còn, các cái hoa nó còn dính khô, nó bám trên cây mà vẫn chưa rụng quả và dưa rụng hoa. Quả này nhìn này, bạn này, quả rất nhiều quả. Em quay cho mọi người xem. Cây nào thế luôn, kể cả cái cây ít lá này quả vẫn dày luôn. Rất là hay luôn các bạn. Thế nên mình chia sẻ các bạn một chút cái kinh nghiệm mà bón lần bây giờ là mình xử lý lần gì, là mình tranh thủ luôn đất nó đang ẩm này, mình bón luôn cái lần nó hút ẩm, xong rồi một cái hai là đấy. Đây là cái này quả rất là sai luôn, trong khi đấy lá thì không có đẹp, rất là sai quả luôn. Đậu quả rất sai luôn bạn nhé. Đấy, quả này rất là sai quả mà nó không dụng đâu các bạn. Rất là sai quả. Mình đây, em sẽ quay cho mọi người xem. Cây nào thế luôn các bạn nhìn này. Còn cây lá mà tốt một chút thì hoàn toàn khác luôn. Quả bám luôn. Mà trong khi đây cây bưởi nhà mình nó không được so, các bạn đừng so với bưởi tơ nhé bạn nhé. Bưởi mình nó khoảng tầm hơn 20 năm rồi mà nó giữ cái này là tuyệt vời luôn. Nhiều người vào thăm vườn nhà mình bảo tại sao bưởi nhà mình lá thì rất là bình thường mà quả lại rất là sai, mà năm nào sai. Vì mình phải giữ quả. Em quay ra dọc vườn cho mọi người xem này. Cái bưởi này còn bờ ao này, có tí đất để nó các bạn, có một tí đất thôi mà quả là các bạn nhìn xem cây này, nó giữ quả kinh khủng. Cái này của mình cũng phải hàng gần trăm quả luôn, bé này mà các bạn, rất nhiều quả luôn. Gốc đây là một nửa đấy, còn nó ăn ra bờ ao này tận dụng hết đấy. Mùa khô thì ao mình cạn nước vì mình tát bỏ để cho mình nước bưởi ngọt, và bây giờ là phải có nước để nó độ ẩm trong vườn nó ổn định đấy. Các bạn ra xem này, cây sai chữ quả luôn, bất kể cây nào. Lá thì bình thường như này, nhưng mà đất thì mình quét có dụng đâu, các bạn nhìn quét đất thì có dụng quả đâu, thải rất là ít luôn, có không đáng kể mà quả này sai chữ luôn. Đấy, mình quay cả vườn luôn các bạn, không có, không phải là mình nhặt, mình làm video nó sự thật. Đấy, các bạn nhìn này, cái cây lá không có mà các bạn thấy, các bạn chỉ kinh ngọn này, quả này, dày quả luôn, bất kể cây nào. Quả lá này nhìn chùm sum chùm ngái luôn này. Đây, em ra quay cho mọi người xem này, lá thì không có này, mọc quả dã man luôn các bạn, sai dã man luôn các bạn này. Đấy đấy, đập rung nó không rung đâu đấy các bạn, đập tay này đấy không rung luôn, rung cho bạn xem này, không rung này. Đấy, nó chắc cái này cơ mà. Nhiều người mó vào cái nó rụng hết, cả mó nó rụng đầy gốc rồi. Mình tham quan một số nhà vườn thì cực lá đẹp nhưng mà quả rụng đầy gốc đây các bạn nhìn này. Đấy, quả rất sai, kể cả cây này thế các bạn nhé. Đấy, mình chia sẻ kinh nghiệm với các bạn để chăm sóc bưởi nhé. Lúc này là cần bón và cho nó là cái loại đa vi lượng và vi lượng để nó giữ quả. Rất là một số cái công nghệ cao của Đức rồi của Nhật mình phải mua nó mà. Có thể cần lần nó 28-30.000 cân mình cũng cần phải bón. Vì nó không bằng, nó chỉ bằng một quả bưởi hoặc cân bằng quả bưởi thôi. Các bạn chăm nó bỏ ra 1 triệu nhưng các bạn có thể thu lại hàng vài chục triệu. Và kéo lại có khi tốt là được mua phải hàng trăm triệu. Nên các bạn, đây cây lá mình rất bình thường nhưng mà các bạn xem quả dày quả luôn. Em quay cả những cái xấu của họ xem. Đấy, quả các bạn này, dày quả luôn. Bạn trên ngọn này, em quay trên ngọn kìa. Kìa, cái cây này này. Nó như cây đa, cái này phải 3-400 bưởi luôn các bạn. 3-400 quả luôn, cây đấy có thể hơn 10 triệu luôn mình. Đấy, quả dày trên ngọn luôn. Mà cây to thì gốc thì nó hơn 20 năm các bạn. Các bạn nhìn cái gốc này. Cây bầy năm nay nó 3-400 quả cho nên là cái chắc. Quay cả cái cây này, này. Chỉ có quả thôi. Các bạn nhìn này. Đấy, các bạn nhìn là mình chỉ tay lên này. Các bạn không? Thì có thấy quả thôi. Đấy. Không biết bao quả luôn mà không rụng. Bạn quay đất, em quay đất cho nó xem. Đấy. Quả rám đầy luôn, không rụng, lá thì không có mà. Quả đầy cây. Bất kể cây nào các bạn nhé. Sau một thời gian nữa cây mình nó hồi cây, nó bón dần được các đoạn đã vi lượng đa lượng vào. Các bạn nhìn quả này. Đấy. Quả đầy quả luôn cả cây này. Các bạn nhìn này. Nó rẻ cơ nhưng mà cùng mình đấy. 5-70 quả là chuyện bình thường. Mà có dụng đâu các bạn, có đất này, có quả dụng đâu. Đấy, trong khi đây mình đi đây thăm hôm qua, mình thăm một số gia đình ở trong xã này, họ dụng nhiều lắm. Họ bón làm dụng nhiều kinh khủng luôn.
quả rất sai luôn. Đấy, các bạn nhìn này, không thải luôn, mình quay luôn các bạn, mình bón một số cái phân rất là đơn giản thôi, nhưng mà ít thôi, nhưng mà nó đủ chất, nó không rụng. Thứ hai nữa là phải phun đúng thời điểm, sau khi tạnh mưa cá là các bạn phải nên phun ngay cái chống mưa thối nấm rồi là các thứ, rồi là phun thêm bổ sung cái phân đậu hoa, cái hoa đậu quả luôn các bạn này, dày quả luôn các bạn nhìn này. Đấy, quả nhà mình rất là nhiều luôn, các bạn nhìn xem sai kinh khủng này, các chùm này sợ này. Quá sai luôn đấy. Quả đời trên cây này đấy, rất nhiều luôn này, dày đặc luôn các bạn. Mà có rụng đâu, quay đất không có quả rụng luôn. Có gọi là có nhưng không đáng kể, rất là sạch đấy, có quả. Thế thế quả các bạn này, rất là quả luôn. Để em quay ở trên đây này, này. Quay che trống mà không muốn phá ra để sẵn luôn này. Chùm sông như chùm ngái luôn. Đấy em quay nhá. Đây vừa rồi mình đã chia sẻ các bạn đi chung quanh vườn thăm một vườn bưởi của nhà mình. Lá thì nó không đẹp bằng nhiều nhà nhưng mà mình nó đủ chất, có nhiều cây, nhiều vườn mình thăm ấy, lá rất là xanh nhưng mà nó vẫn thiếu chất, nó vẫn bị rụng. Và đôi khi cái lượng nước trong vườn không điều tiết được, nó cũng thừa nước, nó cũng rụng. Cho nên là vườn nhà mình thì mình xẻ rãnh này, thì mình độ ẩm nó luôn ổn định, nó không bị khô mà gặp mưa rào nó không rụng, bởi vì là nó trong đợt cây nó đã có đủ một lượng nước ổn định rồi. Thứ hai nữa là trong quá trình này cây nó rất là nhạy cảm, cho nên là mình phải giữ được quả, mình phải bón được vi lượng cho nó và phun được các cái chống xương sau khi tạnh mưa. Vừa rồi mưa 4-5 ngày thì mình xong cái tạnh cán này, mình tranh thủ ra chưa phun luôn. Cho được một cái vườn bưởi này là nó là kinh nghiệm xương máu các bạn. Thế hôm nay mình chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn để các bạn có được một cái vườn bưởi của các bạn được đẹp và được như ý, và có sau này mình có những cái video tiếp theo mình đăng cho các bạn cái chăm sóc tiếp kỹ thuật từng giai đoạn. Và lúc nào cần bón cho bưởi ngọt và nên dùng kali hay là dùng loại nào thì mình sẽ chia sẻ. Vì là kinh nghiệm mình dùng rồi, nó cái gì tốt thì mình giữ luôn. Có những cái là bây giờ một số người họ cứ tiếp thị những cái lân ấy mà nó rẻ tiền, hoặc cái kali hoặc một số chất bón nó rẻ tiền mà nước tốt thì mình vẫn dùng, nhưng nếu nó không tốt thì mình không dùng, kể cả đắt mình vẫn dùng, bởi vì nó cần lúc nào, giai đoạn nào cần bón. Ví dụ giai đoạn này nó cần loại lân tốt, không cần bón nhiều, tức là nhưng mà nó lại có nhiều chất thì mình phải bón như cái thằng lân Đức hoặc một số lân của nước ngoài hoặc Nhật, nó rất nhiều dinh dưỡng. Thì ở Việt Nam mình nhập khẩu thì mình cũng dùng vào. Nhưng khi cuối năm ấy mình có khi bón những cái la kali của Việt Nam rất bình thường thôi, nó lại ngọt bưởi, không cần phải dùng kali đắt tiền, nhưng mà mình bón chia ra nó nhiều lần chẳng đỡ hỏng dễ tôm. Thì hôm nay mình chia sẻ một cái kinh nghiệm là để giữa bưởi cái mùa này nó là nhạy cảm nhất, cái thời lúc mà nó đang có quả này nó rất dễ bị rụng sinh lý ấy, thì các bạn phải nên chăm sóc nó hợp lý để có quả nó tốt. Đấy các bạn, vừa mình đi làm một cái video cho các bạn xem cả vườn mình ấy, quả dưới đất quay là không có quả rụng mấy đâu bạn. Cho nên là mình giữ được nó ra, nó được tỷ lệ nó cao. Còn nhiều người ra rất sai, chăm được khi lúc độ quả sai hoặc thời tiết rất sai, nhưng khi nếu sau khi quả nó bằng thế này này, rất nhiều người đã bị làm mất, bị tự dụng mất mà do thiếu kinh nghiệm. Thế nên mình chia sẻ các bạn để giữ được một vườn bưởi như thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình, và kênh mình sẽ chia sẻ rất nhiều cái kiến thức trong cuộc sống, và kể sau này mình sẽ đưa một số các bạn xem những cái thuyết về âm dương như là phong thủy, hoặc là kiến trúc nhà cửa, hoặc là về tử vi, để các bạn có những cái con mắt nghiên cứu thêm về cái lĩnh vực khoa học phương Đông, để các bạn có những cái kinh nghiệm giúp cho mình gặp nhiều cái may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình. Xin cảm ơn các bạn.